Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi các tin tức kinh tế đời sống mới nhất trong nước. Thưa quý vị, năm 2023, trong khi nền kinh tế tại nhiều khu vực trên thế giới vẫn đang gặp nhiều trở ngại, thì khu vực Đông Nam Á và Nam Á lại được dự đoán sẽ tăng trưởng mạnh. Theo bài báo mới đây trên Bloomberg, Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Campuchia nổi lên như những người chiến thắng sớm vào năm 2023 khi chính quyền Mỹ đa dạng nguồn cung ứng chip bán dẫn của nước này. Đáng chú ý, Việt Nam chiếm hơn 10% hàng nhập khẩu của Mỹ trong 7 tháng liên tiếp. Ấn Độ chứng kiến các lô hàng bán dẫn của nước này sang Mỹ tăng 34 lần lên 152 triệu đô la Mỹ, trong khi Campuchia cũng tăng ấn tượng gần 7 lần lên 166,3 triệu đô la Mỹ, một con số chưa từng có trong những năm trước. Bloomberg cho biết, số liệu tháng 2 là số liệu mới nhất cho thấy Mỹ đang đa dạng hóa chuỗi cung ứng thiết bị điện tử, bao gồm thông qua các động thái như việc tập đoàn Apple chuyển dần dây chuyền sản xuất iPhone ra khỏi Trung Quốc sang thị trường khác tại Nam Á và Đông Nam Á. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ trong việc xử lý giải quyết vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp và trình chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét tiếp tục chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng, Phụ chính sách thuế Bộ Tài chính vừa đề xuất hai phương án giảm thuế VAT cho hàng hóa. Theo đó, phương án 1 là sẽ giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với tất cả các loại hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế này. Còn phương án 2 là sẽ chỉ giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ chưa được giảm thuế trong năm ngoái. Theo nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Về thời gian thực hiện được phụ chính sách thuế, đề xuất dự kiến từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đánh giá triển vọng cả năm nay, có 88,7% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận tăng trưởng dương so với năm ngoái. Đây là kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng quý 2 năm 2023 vừa được phụ dự báo thống kê của Ngân hàng Nhà nước công bố. Các tổ chức tín dụng cũng kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bình quân toàn hệ thống sẽ giảm nhẹ. Theo kết quả điều tra, tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng trong quý 1 2023 có sự cải thiện, nhưng tốc độ cải thiện chậm lại so với quý trước. Các tổ chức tín dụng đánh giá lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý 1 năm nay có tăng trưởng nhưng chưa đạt được như kỳ vọng. Theo Cục Thuế thành phố Hà Nội, vừa qua xuất hiện thông tin một số đối tượng giả danh công chức viên chức nhà nước cung cấp đường dẫn và hướng dẫn người sử dụng cài đặt các ứng dụng giả mạo ứng dụng của cơ quan nhà nước nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại, thiết bị thông minh, lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, Cục Thuế thành phố Hà Nội khuyến nghị người nộp thuế không tải hoặc cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị thông minh qua các đường dẫn hoặc các hướng dẫn khác không chính thống, có thể liên hệ với cơ quan thuế qua các số điện thoại được công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế thành phố. Người nộp thuế thực hiện đăng ký và sử dụng ứng dụng thuế điện tử được cài đặt trên thiết bị di động thông minh eTax Mobile do Tổng cục Thuế cung cấp. Vừa qua, Quân đoàn 4 đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển nhận chiến sĩ mới và nhiệm vụ huấn luyện xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật quý 1 năm 2023. Quý 1 năm 2023, các cơ quan đơn vị trong toàn quân đoàn đã quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả mệnh lệnh công tác quân sự và kế hoạch huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân đoàn, triển khai công tác tập huấn bồi dưỡng cán bộ, làm tốt công tác chuẩn bị thao trường bài tập, giáo án, bài giảng, mô hình học cụ, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ. Tuyển nhận đủ 100% chỉ tiêu chiến sĩ mới, đúng tiến độ, thời gian quy định, chất lượng chiến sĩ mới trên các tiêu chí được đảm bảo. Công tác hậu cần kỹ thuật bảo đảm đầy đủ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ thường xuyên của quân đoàn. Trong quý 2 năm 2023, các cơ quan đơn vị tiếp tục duy trì hiệu quả công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện kiểm tra 3 tiến độ của chiến sĩ mới năm 2023. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật 14 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.